Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm xe bọc thép và tên lửa. Bộ trưởng quân đội Pháp, ông Sebastien Lecornu hôm 30 tháng 3 cho biết Pháp sẽ giao hàng trăm xe bọc thép cũ nhưng vẫn còn hoạt động và các tên lửa Aster cho Ukraine như một phần trong gói viện trợ mới dành cho nước này. Trả lời nhật báo La Trinburn của Pháp, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastian Lekonu giải thích quân đội Ukraine cần thêm số lượng lớn xe bọc thép chở quân VAB, đảm bảo khả năng cơ động trong duy trì tuyến biên giới phòng thủ kéo dài hàng trăm km với Nga. Các xe bọc thép VAB dự kiến chuyển giao cho Ukraine đã được quân đội Pháp đưa vào sử dụng từ cách đây hơn 40 năm và đang dần được thay thế bằng xe bọc thép thế hệ mới Riffon. Bộ trưởng quân đội Pháp khẳng định dù số thiết bị đã cũ nhưng vẫn còn khả năng hoạt động và có thể sẽ mang lại lợi ích cho quân đội Ukraine với một số lượng lớn. Pháp dự kiến sẽ chuyển giao cho Ukraine hàng trăm xe bọc thép chở quân VAB trong năm 2024 và đầu năm 2025. Ngoài ra, Paris cũng sẽ cung cấp thêm khoảng 30 tên lửa Aster với tầm bắn lên tới 100 km để sử dụng cho tổ hợp phòng không Samt mà Pháp cung cấp trước đó. Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu còn hé lộ, nước này đang phát triển các máy bay không người lái điều khiển từ xa để sớm có thể cung cấp cho người Ukraina ngay vào mùa hè này. Trước đó, người đứng đầu quân đội Pháp tuyên bố đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn và ưu tiên các đơn hàng quân sự hơn là dân sự để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Paris thậm chí đã không loại trừ việc trưng dụng cơ sở và thiết bị quốc phòng tư nhân để phục vụ cho các mục tiêu trên. Ông Sebastian Leconu cho biết Pháp đã mất một số hợp đồng ở các nước Đông Âu trong thời gian gần đây và nguyên nhân chính đến từ thời hạn giao hàng thường kéo dài. Tổng cục Vũ khí Pháp DGA dự kiến sẽ yêu cầu tập đoàn vũ khí MBDA đẩy nhanh quá trình sản xuất tên lửa Aster để quân đội Pháp sử dụng tại Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen cũng như cung cấp cho Ukraine trong thời gian tới. Ngày càng nhiều nước NATO ủng hộ tuyên bố đưa quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, việc đưa quân NATO tới Ukraine, ngày càng nhiều nước phương Tây bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Trong đó, những quốc gia Baltic và Phần Lan được cho là nhiệt tình nhất. Tờ Financial Times của Anh ngày 30 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Vatonen cho rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đúng khi khiến Nga không thể đoán trước giới hạn hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine với tuyên bố về khả năng đưa quân NATO vào lãnh thổ của một quốc gia đang có xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Fortunet nêu rõ: "Bây giờ không phải là lúc triển khai quân trên thực địa và chúng tôi thậm chí không muốn thảo luận về vấn đề này ở giai đoạn này, nhưng về lâu dài, tất nhiên chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì." Bình luận trên của nhà ngoại giao Phần Lan xác nhận rằng Tổng thống Macron nhận được sự ủng hộ của các thành viên hàng đầu của NATO sau tuyên bố gần đây của ông về Nga và cảnh báo rằng thất bại của Moscow ở Ukraine là hết sức quan trọng đối với an ninh châu Âu. Tờ Financial Times lưu ý trong nhiều thập kỷ ở hầu hết các nước Trung và Đông Âu, Pháp đã bị nghi ngờ vì phất lờ lợi ích an ninh của khu vực khi có mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin. Ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, ông Macron vẫn nói rằng Nga không nên bị bẽ mặt. Nhưng vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp đã gây sốc cho các đồng minh khi tuyên bố có thể sẵn sàng triển khai quân để ngăn cản chiến thắng của Nga trước Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Pháp, đây là cách mà ông đang muốn tạo ra sự mơ hồ chiến lược với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức, Mỹ và Anh đã bác bỏ lựa chọn này. Mặc dù vậy, Thủ tướng Litva Ingrid Simonai cũng phản ứng tích cực với nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm tạo ra sự mơ hồ chiến lược. Điều tôi thích ở hai tuyên bố gần đây của Tổng thống Macron là ông ấy thực sự nhấn mạnh rằng tại sao chúng tôi phải đặt ra danh giới đỏ cho chính mình khi Tổng thống Nga Vladimir Putin về cơ bản không có danh giới đỏ Bà Ingrid Simonai nói, Đến lượt mình, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Markus Daska lưu ý rằng tuyên bố của Tổng thống Macron đã thức tỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu một chút. Thay vì triển khai quân đến Ukraine, viện trợ vũ khí và tài chính từ Ukraine sẽ an toàn hơn. Đồng thời tuyên bố đó khiến Nga phải suy nghĩ về những gì châu Âu thực sự có thể làm. Lối suy nghĩ phi tiêu chuẩn như vậy rất hữu ích. Ngoài ra, Phần Lan và các nước vùng Baltic thống nhất theo ý tưởng truyền thống của Pháp rằng EU nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hợp tác và mua sắm quân sự chung trong ngành công nghiệp quốc phòng với ngân sách tương ứng. Tổng thống Macron cũng ủng hộ Thủ tướng Estonia Kaya Kallas, người đi đầu kêu gọi EU phát hành nợ chung cho nhu cầu quốc phòng ngay cả phần lan một quốc gia tiết kiệm và phản đối việc vay nợ của eu cũng có khả năng tham gia sáng kiến này tuy nhiên các quan chức và nhà ngoại giao châu âu khác thì vẫn nghi ngờ liệu pháp có thể làm được nhiều hơn trên thực tế để giúp đỡ ukraine hay không đại diện eu tại các nước vùng baltic lưu ý rằng ông rất ấn tượng trước tuyên bố của tổng thống macron với ukraine nhưng ông nghi ngờ về việc pháp luôn thực hiện cam kết mà nước này đưa ra theo một số quan chức, họ đặt ưu tiên cao hơn cho sự đóng góp của Đức cho an ninh, khu vực so với Pháp hoặc Anh. Cuộc đấu mặt đối mặt đầu tiên giữa UAV Ukraine và robot chiến đấu Nga Quân đội Ukraine đăng tải đoạn video được mô tả là cuộc đối đầu đầu tiên giữa máy bay không người lái UAV Ukraine với robot chiến đấu mặt đất của Nga, Defense Express đưa tin lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 Magura của lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn video được mô tả là cách các cuộc chiến có thể diễn ra trong tương lai. Theo chuyên trang quân sự Ukraine, đây được xem là cuộc đối đầu đầu tiên giữa UAV Ukraine và robot chiến đấu mặt đất Nga được ghi lại. Đoạn video cho thấy Nga điều động robot mặt đất được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17 hai chiếc AZS-17 đã cố gắng bắn phá các vị trí của binh sĩ Ukraine theo hướng Adivska. Tuy nhiên, Ukraine đã phát hiện ra các robot này bằng UAV Mavic và điều động UAV góc nhìn thứ nhất FPV ra tấn công. Kết quả là robot của Nga đã bị phá hủy từ năm ngoái theo các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ai và giới quan sát chiến sự nga ukraine có thể là tiền đề cho sự ra mắt của các thiết bị chiến đấu hoàn toàn tự động trên chiến trường nếu điều này xảy ra nó sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới về tác chiến hiện đại có thể so sánh với thời điểm mà súng máy xuất hiện dẫn tới sự tái định nghĩa các phương pháp chiến đấu sự phát triển của công nghệ không người lái trong thời gian qua khiến cho các chuyên gia cho rằng cuộc chiến càng kéo dài thì khả năng các thiết bị tự vận hành xuất hiện càng lớn chúng sẽ tự xác định, khóa và tấn công mục tiêu mà không cần tới sự hỗ trợ từ con người. Ukraine đã có máy bay không người lái UAV tấn công bán tự động và vũ khí chống UAV được trang bị chức năng AI. Nga cũng tuyên bố sở hữu vũ khí AI trong biên chế. Năm ngoái, truyền thông Nga dẫn nguồn tin cho biết nước này sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và robot chiến đấu đang triển khai ở khu vực tiền tuyến tại Ukraine. Cụ thể, theo nguồn tin, Moscow sẽ tích hợp AI trên robot chiến đấu BR-1 và BRG-1 để làm nhiệm vụ giải mìn và sơ tán những người bị thương trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Zachary Kamlenbon, nhà phân tích tại Đại học George Mason cho biết, nhiều nước đang phát triển công nghệ này, rõ ràng nó không phải là một loại vũ khí quá khó để chế tạo. Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mikhail Fedorov đồng ý rằng thiết bị không người lái tấn công hoàn toàn tự động là bước tiếp theo hợp lý và không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển vũ khí. Ông cho biết Ukraine đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển theo hướng này. Về lý thuyết, AI trên vũ khí không người lái có thể nhận ra các mục tiêu trên chiến trường. Nhưng vấn đề lớn nhất mà các nhà hoạch định chính sách lo ngại chính là liệu công nghệ có đủ sự tin cậy để đảm bảo các vũ khí trên không tấn công nhầm vào những người không tham gia chiến đấu ví dụ như là dân thường hay không